vâng à, xin chào các anh chị xin chào à, trong video bài học này thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các anh chị và các bạn một số những kinh nghiệm để các anh chị và các bạn có thể xây dựng thương hiệu à, cá nhân thông qua nền tảng Zalo thì các anh chị và các bạn biết rồi Zalo là một cái nền tảng mà hiện nay người Việt sử dụng rất là nhiều à, theo thống kê của Zalo do Zalo thống kê nhé là có khoảng 100 triệu tài khoản Zalo tại thị trường Việt Nam số lượng sử dụng rất nhiều và cái tính năng của Zalo rất là hay đấy là khi tôi có số điện thoại của bạn bạn có số điện thoại của tôi thì bạn có thể tìm thấy zalo của tôi về cơ bản là như vậy trừ trường hợp mà các bạn thiết lập là không tìm thấy hoặc là bảo mật hoặc khóa thôi còn về, về cơ bản bình thường là hai người sẽ tìm thấy nhau nếu như cả hai người cùng để số điện thoại lưu số điện thoại của nhau hoặc là tìm qua số điện thoại là sẽ ra zalo thế thì zalo cũng có ưu điểm thứ nhất là miễn phí thứ hai là nó cũng rất là dễ cập nhật bởi vì thông qua cái nền tảng là mạng xã hội trên điện thoại di động thứ ba là tìm kiếm thông qua điện thoại tốt qua số điện thoại rất là tốt à, thứ tư là cái số lượng người sử dụng rất lớn hầu như ai cũng sử dụng và thế thì đấy là những cái ưu điểm lớn của Zalo và cái tính tương tác nó khá là tốt nhưng mà nhược điểm của Zalo cũng có khá là nhiều thứ nhất là cái lượng ký tự mà Zalo cho phép đăng hiện nay rất là ít còn chưa tới khoảng một ngàn từ à, rồi thì số ảnh mà Zalo cho phép đăng là dạng tối đa là 9 ảnh và cũng không tạo thành album được, cũng không viết caption cho từng ảnh được, thì đấy cũng là cái nhược điểm của Zalo nó không giống với Facebook. À, thế rồi thì à, Zalo thì hiện nay chỉ cho phép là có 2.000 bạn thôi và không cho phép tính năng theo dõi à, trên tài khoản cá nhân. Thế nên là chúng ta cũng bị hạn chế rất là nhiều. Thế thì chúng ta sẽ phải à, tận dụng những ưu thế và làm giảm đi các cái à, lợi thế, à, cái cái nhược điểm của Zalo đúng không? thế thì bây giờ trả lời cho câu hỏi để xây dựng thương hiệu thông qua nền tảng Zalo thì chúng ta cần phải làm gì đầu tiên thì chúng ta cũng cần phải tạo một tài khoản cá nhân trên Zalo bằng số điện thoại của chúng ta à, thứ hai là chúng ta cũng sẽ cần phải có ảnh bìa cho Zalo chúng ta cũng cần phải có avatar cho Zalo đẹp đúng không ạ thứ ba đấy là chúng ta cũng sẽ phải thường xuyên đăng tải lên Zalo những bài viết à, dưới dạng là các bài viết ngắn dưới 1.000 từ à, các hình ảnh À, dưới dạng là 9 ảnh tối đa cho một cái status đúng không ạ và các ảnh này thì chúng ta cũng sẽ cần phải chỉnh sửa làm sao cho nó đẹp đẽ à, có rất nhiều người cứ đăng sản phẩm mình đang bán lên và không có phản hồi bởi vì đó là cái cách mà họ không biết đưa sản phẩm vào câu chuyện họ không biết đưa cái câu chuyện để bán hàng làm sao cho hiệu quả thì như vậy họ sẽ bị khách hàng là à, thấy cảm thấy rất nhàm chán các bạn cứ tưởng tượng đi à, có những người đã đăng lên cả 20.000 bức ảnh tôi đã xem rồi có những người bán hàng trên Zalo đăng lên cả hai vạn bức ảnh nhưng mà hầu như các bức ảnh đưa lên đều không có like hoặc là không có tim hoặc là không có tương tác thế thì tôi tôi thí dụ như này chẳng hạn các bạn bán một cái sản phẩm như thế này các bạn đưa à, nó vào trong một câu chuyện rằng là tại sao tôi lại cần nó tại sao tôi lại thích nó đúng không tại sao tôi lại muốn có cái sản phẩm này trong tay cái sản phẩm này trong tay giúp gì được tôi giúp gì được cho khách hàng của tôi giúp gì cho bạn của tôi hãy kể một câu chuyện như thế hãy đặt sản phẩm trong một cái bối cảnh à, mà cảm thấy rất cần thiết, cảm thấy rất hấp dẫn thì người ta mới chú ý, người ta mới lắng nghe. chứ còn cứ đăng lên giá inbox, đăng lên giá inbox thì không ăn thua. Đấy, chúng ta cũng sẽ phải đăng bài thường xuyên, à, chúng ta cũng cần phải quảng giao kết bạn với mọi người trên zalo. và chúng ta cũng có thể sử dụng tính năng quét quanh đây để chọn lọc khách hàng. À, quét quanh đây có thể chọn được giới tính, tuổi tác và chúng ta soi các profile của khách hàng để chúng ta kết bạn. À, một số điện thoại thì kết bạn được 2.000 bạn Thế thì chúng ta có thể uh, sử dụng 5 số điện thoại để 5 cái điện thoại khác nhau Chúng ta mua những cái điện thoại smartphone rẻ tiền giờ chỉ 1 triệu, 2 triệu là mua được 5 cái điện thoại khác nhau chúng ta có thể kết bạn được 10.000 bạn Và chúng ta đăng nhập trên máy tính để chúng ta truy cập vào chúng ta làm Tôi nghĩ rằng nếu như các bạn có 10.000 bạn là khách hàng mục tiêu Thì các bạn sẽ bán hàng rất tốt và các bạn xây dựng thương hiệu cũng rất là ok trong cái tập khách hàng của mình đấy chúng ta cũng sẽ đăng ảnh lên chúng ta cũng sẽ đăng bài viết dạng text lên chúng ta cũng có thể share đường link YouTube chúng ta cũng có thể share đường link website để từ Zalo họ chạy về website thương hiệu của chúng ta hoặc là website bán hàng của chúng ta tôi nghĩ rằng rất là tốt ngoài ra thì trong Zalo cũng có Zalo OA tức là Official Account còn gọi là Zalo Page đấy thì chúng ta cũng có thể làm à, tạo ra một cái tài khoản Zalo OA À, hay còn gọi là trang web trên Zalo, thì sau đó chúng ta cũng có thể mua quảng cáo của Zalo chạy Zalo Ads à, để tăng lượt truy cập về tài khoản Zalo OA hoặc là Zalo cá nhân hoặc là tăng truy cập về website. Đấy, chúng ta cũng có thể làm thương hiệu ở trên Zalo theo cách như vậy, à, tạo ra một cái nội dung có thể là nội dung quảng cáo, nội dung viral hoặc là nội dung đánh vào cảm xúc, à, nội dung ví dụ như là viết một cái câu chuyện gì đấy hay hay, Xong đó là bỏ tiền vào chạy để cho người ta đọc và người ta biết về mình, người ta theo dõi mình, người ta theo dõi trên Zalo không được, người ta có thể tìm trên Google, nó ra website người ta có thể tìm trên YouTube, nó ra kênh YouTube, nó có thể tìm trên Facebook, ra kênh Facebook. T tóm lại là gì hệ sinh thái của chúng ta là đa dạng mà là chúng ta phải sử dụng rất là nhiều các cái nền tảng. Thì tôi đang tập trung vào cái kênh Zalo, Đấy, thì nó có mấy cái là Zalo cá nhân này, Zalo OA này, Zalo um quảng cáo này và cuối cùng là làm content cho Zalo thì chúng ta cũng sẽ đăng bài chúng ta hết sức lưu ý là trên Zalo thì người ta không cho đăng nhiều ảnh nhưng mà chúng ta có thể đăng đi đăng lại nhiều lần được các cái status khác nhau thì chúng ta có thể tạo thành series hoặc là chúng ta cũng có thể tạo thêm là xem thêm các phần trước tại link này, xem thêm phần sau tại link kia hoặc là chúng ta có thể up trực tiếp các cái video lên trên Zalo tôi thấy cũng rất là ok và quan trọng nhất khi mà có khách hàng thả tim hoặc là khách hàng comment thì chúng ta cần phải reply comment lại để chúng ta tạo ra cái cái trò chuyện nó tương tác mạnh mẽ. À, tôi đánh giá hiện nay Zalo là một kênh tương tác rất là tốt à, so với Facebook là không hề thua kém. Tại thị trường Việt Nam tôi đánh giá Zalo tương tác không hề thua kém với Facebook. Ví dụ một cái bài bài post tôi đăng lên trên Facebook có thể được khoảng 100 like thì tôi đăng lên Zalo cũng có thể được 40 50 like. Đấy, comment tôi thu được khoảng độ 10 comment thì bên zalo tôi cũng thu được từng đó tôi đánh giá theo kinh nghiệm của tôi thì tôi đánh giá là cái tương tác của của zalo tại thị trường việt nam khá là tốt và các anh chị nên xây dựng theo cái hướng như tôi nói ngoài ra zalo cũng có thể tạo ra các group mình cũng có thể tạo ra các group để sinh hoạt và chăm sóc khách hàng chăm sóc cái tập khách hàng của riêng mình hoặc là một cái hội nhóm của riêng mình để xây dựng thương hiệu à, ngoài ra thì à, zalo cũng cho phép chúng ta là Ừ, gọi là dạ gửi các cái tin nhắn thoại hoặc là gọi điện hay chúng ta có thể trò chuyện chúng ta có thể tương tác gửi hình ảnh tôi nghĩ rất là tốt để xây dựng thương hiệu cá nhân ví dụ như các bạn là viết một cái bài viết gì đấy trên website rất là hay sau đó các bạn có thể send cho mọi người qua zalo qua group của zalo hoặc là các bạn đăng lên status để các bạn tạo thêm traffic về với website và làm thương hiệu cho chúng ta ngày càng tốt hơn và các bạn cũng sẽ cần phải học một chút về cái cách quảng cáo nếu như các bạn sử dụng cái công cụ quảng cáo trên zalo à, so với các nền tảng quảng cáo như google facebook thì tôi đánh giá là zalo à, cái thao tác quảng cáo của nó dễ hơn à, điều đấy không có nghĩa rằng là các bạn làm quảng cáo zalo là dễ hơn mà tôi nói là thao tác quảng cáo của nó dễ hơn và nó cũng khá là đơn giản bởi vì nó là của người việt thì các bạn có thể mua quảng cáo một cách trực tiếp và các bạn chạy quảng cáo cho mình hiện nay thì cũng rất là nhiều người bán hàng trên Zalo và chạy quảng cáo trên Zalo OK nhưng mà làm thương hiệu bằng cách chạy quảng cáo là trên Zalo thì là tôi nghĩ là rất là ít đúng không? Thế thì các bạn có thể làm gì? Các bạn có thể nghe lời tôi là viết một cái bài viết dạng viral hoặc là làm một cái video ngắn dạng viral à, ví dụ nói một câu nói gì đó rất là hay hay là phân tích một cái case study gì đấy rất là hay sau đó các bạn bỏ tiền vào chạy trên Zalo. À, ngoài ra các bạn cũng có thể chạy trên facebook chạy trên instagram có thể chạy trên google ads chạy trên các mạng hiển thị báo chí khác thế nhưng mà đây là năng bài viết đang nói về tập trung về zalo đúng không đấy, thì tôi nghĩ là hàng ngày các bạn cũng sẽ phải đăng bài à, có tần suất có số lượng có chất lượng trên zalo và chúng ta cũng phải trả lời tương tác và chúng ta cũng đã chuyển đổi khách hàng từ trên zalo à, thành đơn hàng được cũng rất là tốt đấy thì một số những cái lời khuyên cơ bản như vậy để các anh chị và các bạn lưu ý và luôn luôn nhớ rằng là các nội dung chúng ta đưa lên đấy phải có tính nhất quán, phải có tính là gì ạ định vị thương hiệu cá nhân rõ ràng, phải có mục tiêu là để giúp khách hàng yêu mến mình hơn và chuyển đổi thành người mua để cho người ta biết đến thương hiệu của mình chứ không phải là chúng ta cứ thích đăng cái gì thì lên là đăng, đăng sở da tút, đăng sở da tút ảnh, đăng sở da video hoặc là đăng sở ra tút kèm đường link đều rất là ok đối với zalo, các anh chị và các bạn có thể À, suy nghĩ về điều đó và hãy bắt đầu làm luôn đi và tất cả những cái hình ảnh chúng ta đưa lên thì chúng ta đều phải trau chuốt rồi à, chúng ta làm content tập trung sau chúng ta đưa lên zalo à, đưa lên facebook đưa lên web đưa lên youtube chúng ta làm tập trung à, theo cái cách mà tôi đã hướng dẫn cho các anh chị và các bạn thì chắc chắn là các anh chị và các bạn sẽ à, khoảng độ 6 tháng thôi là các anh chị và các bạn đã bắt đầu có thương hiệu cá nhân và sau một năm hai năm các anh chị sẽ rất là tốt và lúc đó các anh chị sẽ bán hàng sẽ kiếm tiền sẽ À, chơi rồi sẽ đầu tư rồi sẽ thu hút rất nhiều thứ tôi nghĩ rằng trong một cái uh, thời kỳ mà mạng xã hội phát triển bùng nổ như thế này thì thương hiệu cá nhân là nếu các anh chị có và thứ hai là có theo một cách định vị thương hiệu chất lượng và đẳng cấp thì tôi nghĩ cực kỳ tuyệt vời các anh chị nhá xin chúc các anh chị và các bạn thành công nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ liên hệ với Giáo viên Nguyễn Phan Anh là tôi để được tư vấn và trợ giúp xin chào và hẹn gặp lại các, bạn, các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo xin cảm ơn